Kinh số 23 Đại Lâu Tháng Kinh Quyển 6 Phẩm 13 Thiên Địa Thành Hoại Phật bảo các tỳ kheo, trời đất hoại diệt, sau đấy mới bắt đầu hình thành lại. Người đều ở trên trời A Vệ Hóa La thứ 15. Người ở trên cõi trời đó lấy hỷ lạc làm thức ăn. Mỗi người tự có ánh sáng thần túc, sống rất lâu. Phật bảo các tỳ kheo, khi nước ấy ngập khắp cả cõi thiên hạ, bấy giờ không có mặt trời, mặt trăng, cũng không có tinh tú, không có ngày đêm, không có một tháng, nửa tháng, cũng không có năm, tuổi, mờ mờ, mịt mịt, không thấy gì. Sau khi trời đất hình thành, chư thiên trên đó, ai lộc phước đức mỏng, thì khi chết từ trên cõi trời A Vệ Hóa La đi xuống, dạo chơi ở cõi này, cũng lấy hỷ lạc làm thức ăn, ai cũng tự có ánh sáng, thần túc bay đi. Ở tại cõi nhân gian sống rất lâu. Khi ấy, người trong thiên hạ rất đoan chánh, đẹp đẽ, chẳng phân biệt nam nữ, cũng chẳng phân biệt vua, dân, lớn bé, chỉ cùng nhau tụ họp qua lại. Phật bảo các tỳ kheo, khi ấy, tự nhiên sanh hương vị đất, thí như lớp dầu trên gián sữa, vị và đất ấy cũng như vậy, vị nó như mật. Lúc đó, có một người ham thích mùi lạ, nghĩ rằng, ta hãy dùng ngón tay lấy vị đất nếm thử để biết là loại gì. Người ấy liền dùng ngón tay lấy vị đất nếm, rất vui thích. Nếm như vậy đến 3 lần, cảm thấy rất thích thú. Sau đó liền hốt đầy tay để ăn. Những người khác thấy rồi liền bắt chước, dùng tay bóc vị đất mà ăn. Sau khi người ăn vị đất đó rồi, thân liền thô cứng, sắc diện trở thành xấu, mất đi ánh sáng thần túc. Chẳng thể bay lại trên trời. Thiên hạ trở lại như cũ, trời đất mờ mờ mịt mịt. Sau khi trời đất mờ mịt rồi, có gió cuồng nổi lên, thổi vào nước biển lớn, sâu đến 336 vạn dặm, đưa thành quách lớn của mặt trời, mặt trăng lên bên sườn núi Tu Di. 168 vạn dặm, đặt làm quỹ đạo của thành quách lớn mặt trời, mặt trăng. Do nhân duyên ấy, thiên hạ có mặt trời, mặt trăng. Bấy giờ, đại thành quách mặt trời từ phía đông núi Tu Di mọc lên, vòng quanh núi chúa Tu Di, vòng đến hướng tây rồi lặn, lại từ phía đông của núi mọc lên, vòng quanh núi Tu Di, rồi lặn về hướng tây. Khi ấy, có người nói đó là mặt trời ngày hôm qua, hoặc có người nói đó chẳng phải là mặt trời ngày hôm qua. Đại thành quách mặt trời lại từ phía đông núi Tu Di mọc lên, như vậy 3 lần, vòng quanh núi Tu Di rồi lặn về hướng tây. Khi ấy có người nói, đó là mặt trời hôm qua mọc lên, hoặc có người nói, không phải mặt trời hôm qua. Đại thành quách mặt trời lại từ phía đông núi Tu Di mọc lên, như vậy vòng quanh núi Tu Di 3 lần, rồi lặn về phương tây. Khi ấy có người nói, đây là cái mà hôm qua mọc lên, hoặc có người nói không phải mặt trời hôm qua. Mặt trời thành quách lại từ phía đông núi Tu Di mọc lên, như vậy vòng quanh núi Tu Di 3 lần rồi lặn về phương tây. Khi ấy có người nói đây là cái mà hôm qua mọc lên, vì vậy gọi là mặt trời. Mặt trời có hai việc, một là mọc lên chiếu sáng hiện rõ thành quách, hai là lặn đi chẳng hiện. Cung điện của nó đứng ngay bốn phương mà nhìn, ánh sáng của nó chiếu khắp một vòng, vì vậy nên tròn. Thành quách của nó được làm bằng vàng, thủy tinh trời tinh khiết. Thành quách ấy có hai phần, một phần là vàng ròng, không tì vết, không dơ bẩn, ánh sáng chói lọi. Một phần là thủy tinh, không tì vết, không dơ bẩn, tỏa ánh sáng. Mặt trời đại thành quách rộng dài mỗi bên 2030 dặm, trên dưới đều bằng phẳng.
Trong thành có cung điện lầu gác bằng vàng, tên là Diêm Phù, thanh tịnh, cao 640 dặm, rộng cũng 640 dặm. Trong cung điện lầu gác Diêm Phù có tòa ngồi của thiên tử mặt trời, rộng dài mỗi bên 20 dặm, dùng bảy báo cõi trời vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, trân châu đỏ, sa cừ, mã não làm thành. Toàn thân của thiên tử mặt trời đều phát ánh sáng, chiếu cung điện Diêm Phù. Ánh sáng của cung điện Diêm Phù chiếu sáng thành quách lớn, ánh sáng của thành quách lớn chiếu xuống bốn phương. Thiên tử mặt trời chẳng nghĩ rằng ta đi hay là chẳng đi, thường dùng năm thứ dục lạc tự vui chơi thỏa thích. Thiên tử mặt trời có vô số chư thiên đi trước dẫn đường, vui sướng vô cùng, trước sau rủi xe tùy tùng. Vì vậy, mặt trời đi gọi là rủi. Thành quách của thiên tử mặt trời dùng bảy báo làm thành bảy lớp vách, bảy lớp lan can, bảy lớp rèm châu, cây cối, giường nhà, ao tắm, có hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng. Trong đó có các loại chim bay cùng nhau vui hót. Tuổi thọ của thiên tử mặt trời là 500 năm của trời. Con cháu, cháu con truyền đời cho nhau, mức cuối cùng là một kiếp. Thiên tử mặt trời thành quách phóng xuống 500 ánh sáng, chung quanh lại có 500 ánh sáng, đó là ngàn ánh sáng do nhân duyên lành mà đạt được. Do nhân duyên gì mà được ngàn ánh sáng? Do nhân lành. Đạt được để làm gì? Để chiếu sáng thiên hạ, khiến cho dân chúng thấy ánh sáng đó mà có thể hoàn thành các việc. Vì sao dân chúng thấy ánh sáng đó có thể hoàn thành các việc? Nếu có người bố thí cho sa môn đạo nhân và kẻ bần cùng áo mền, thức ăn uống, xe ngựa, lục súc, hương sông, tràng hoa, giường nằm, phòng ốc, nhà cửa, đèn lửa, xin cái gì liền cho ngay, không nghịch ý người, thường không ngừng nghỉ, bố thí không chán, sau khi bố thí không tiếc, khiến cho đạo nhân thanh tịnh, hoan hỷ phụng trì chân pháp. Vì vậy, làm cho định ý an ổn, thì người bố thí được vô số hạnh lành. Thí như chuyển luân dương, khi vừa mới lên ngôi, tâm ý hoan hỷ không kể xiết. Phật dạy, cũng như vậy, nếu có người bố thí cho sa môn đạo nhân và kẻ bần cùng áo mền, thức ăn uống, xe ngựa, lục súc, tràng hoa, giường nằm, phòng ốc, nhà cửa, đèn lửa, xin gì không nghịch ý người xin, không dừng nghỉ, sau khi thí không hối tiếc, khiến cho đạo nhân thanh tịnh, phụng trì pháp tôn quý. Vì vậy hoan hỷ, khiến được định ý an ổn, tức là sanh vào chỗ thiên tử mặt trời, liền được giữ thành quách mặt trời, ánh sáng của người đó chiếu xuống khắp bốn phương, đó gọi là ánh sáng do nhân duyên lành mà đạt được. Lại, do có 10 nhân duyên gì mà được ngàn ánh sáng? 1 là không sát sanh, 2 là không trộm cắp, 3 là không xâm phạm phụ nữ của người khác, 4 là không nói dối, 5 là không uống rượu, 6 là không nói lời thô ác, mắng nhiếc, 7 là không nói hai lưỡi thêu dệt, 8 là không ghen ghét, 9 là không sân hận, 10 là chánh kiến. Vì tâm nghĩ về vô số điều thiện, điều nhân từ, nên khi chết liền sanh về chỗ thiên tử mặt trời, tự nhiên được giữ thành quách mặt trời. Đó là ngàn ánh sáng do nhân duyên lành đạt được. Lại do từ nhân duyên lành gì mà đạt được ngàn ánh sáng? 1 là không sát sanh, 2 là không trộm cắp, 3 là không xúc phạm phụ nữ người khác, 4 là không nói dối, 5 là không uống rượu, ý luôn luôn nghĩ về điều lành, điều nhân từ. Thí như chỗ đất tốt, tại ngã tư đường có ao tắm, nước trong mát, êm ả, đẹp đẽ, các loại cây bao bọc chung quanh. Nếu có người từ nơi nóng bức đến, rất đói khát vào trong ao tắm, tắm rửa uống nước, thì người ấy tâm ý vô cùng hoan hỷ. Phật dạy, cũng như vậy, nếu có người nào không trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, ý nghĩ vô số điều thiện, thì khi chết,
được sanh về chỗ thiên tử mặt trời, liền được giữ thành quách mặt trời. Đó là nhân duyên lành đạt được ngàn ánh sáng rực rỡ. Vì sao mặt trời đại thành quách khiến cho thiên hạ có mùa thu, mùa đông lạnh lẽo? Vì do 12 nhân duyên. 12 nhân duyên ấy là gì? 1. Là khoảng giữa núi Tu Di, khoảng 336 vạn dặm, mọc lên hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng rất đẹp và nhiều hương thơm. Ánh sáng của mặt trời đại thành quách chiếu vào trong đó bị hút mất ánh sáng. Vì nhân duyên đó làm cho mặt trời đại thành quách lạnh vào mùa thu, mùa đông. Đó là việc thứ nhất. 2. Là khoảng giữa núi A-La-Đà, dài 168 vạn dặm. Trong đó mọc hoa sen xanh, hồng, vàng, trắng rất đẹp và nhiều hương thơm, hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách. Vì vậy khiến cho mặt trời đại thành quách lạnh. Đó là việc thứ hai. Lại nữa, khoảng giữa núi Du An, dài 84 vạn dặm, trong đó có mọc hoa sen xanh, hồng, vàng, trắng rất đẹp và nhiều hương thơm, lại hút ánh sáng mặt trời đại thành quách. Vì vậy thiên hạ lạnh. Đó là việc thứ ba. Lại nữa, khoảng giữa núi Thiền Kiến, dài 48 vạn dặm, trong đó có mọc hoa sen xanh, hồng, vàng, trắng rất đẹp và nhiều hương thơm, hút ánh sáng mặt trời. Vì vậy khiến thiên hạ lạnh. Đó là việc thứ tư. Ngoài núi Thiền Kiến, kế đến có núi A Sao Ba, khoảng giữa dài 24 vạn dặm. Sau núi thứ năm là A Sao Ba, có núi Ni Di Đà, khoảng giữa dài 12 vạn dặm. Sau núi thứ sáu là Ni Di Đà, có núi Tỷ Na, khoảng giữa dài 4 vạn 8 ngàn dặm. Sau núi thứ bảy là Tỷ Na, có núi Thiết Di, dài 2 vạn 4 ngàn dặm, hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách. Vì vậy khiến cho thiên hạ lạnh vào mùa thu, đông. Đó là việc thứ tám. Lại nữa, các dòng sông trong thiên hạ hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách. Vì vậy nên mặt trời đại thành quách lạnh vào mùa thu, đông. Đó là việc thứ chín. Lại nữa, nước của các dòng sông đó chảy về hướng đông, chảy về hướng cõi Diêm Phù Đề Ích, chảy về cõi Cu Đa Di nhiều, liền hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách. Vì vậy, mặt trời trong thiên hạ lạnh. Đó là việc thứ 10. Lại, các dòng sông chảy về Cu Đa Di ít, chảy về Phất Vu Đãi nhiều, lại hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách, cho nên thiên hạ lạnh. Đó là việc thứ 11. Lại nữa, các dòng sông chảy về Phất Vu Đãi ít, chảy về Uất Đơn Việt nhiều, lại hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách. Nước biển lớn hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách. Vì vậy, mặt trời trong thiên hạ lạnh, có mùa thu, đông. Đó là việc thứ 12. Vì nhân duyên gì mặt trời đại thành quách nóng vào mùa xuân hạ? Có 10 việc. 10 việc ấy là gì? 1. Là bên núi Chúa Tu Di có núi tên A-đa, cao 168 vạn dặm, rộng cũng 168 vạn dặm, biên giới rộng vô cùng, rất đẹp đẽ, dùng bảy báo, vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, trân châu đỏ, sa cừ, mã não làm thành. Núi ấy hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách, vì vậy nên thiên hạ nóng. Đó là việc thứ nhất. Lại nữa, ngoài núi A-đa, có núi tên là Isada, cao 84 vạn dặm, rộng cũng 84 vạn dặm, biên giới vô cùng, rất đẹp đẽ, dùng toàn bảy báo làm thành, hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách. Vì vậy nên thiên hạ nóng. Đó là việc thứ hai. Lại nữa, ngoài núi Isada, có núi tên là Du An Đà, cao 48 vạn dặm, rộng cũng 48 vạn dặm, biên giới vô cùng, rất đẹp đẽ, dùng toàn bảy báo làm thành. Núi ấy lại hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách, nên thiên hạ nóng. Đó là việc thứ ba. Lại nữa, ngoài núi Du An Đà,
có núi tên là Thiện Kiến, cao 24 vạn dặm, rộng cũng 24 vạn dặm, biên giới vô cùng, rất đẹp đẽ, dùng toàn bảy báo làm thành. Núi ấy lại hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách, nên thiên hạ nóng, đó là việc thứ tư. Lại nữa, có núi A Sao Ni, cao 12 vạn dặm, rộng cũng 12 vạn dặm, biên giới vô cùng, rất đẹp đẽ, dùng toàn bảy báo làm thành. Núi ấy lại hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách, nên thiên hạ nóng, đó là việc thứ năm. Lại nữa, có núi tên là Ni Di Đà, cao 4 vạn 8 ngàn dặm, rộng cũng 4 vạn 8 ngàn dặm, biên giới vô cùng, rất đẹp đẽ, dùng toàn bảy báo làm thành. Núi ấy lại hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách, nên thiên hạ nóng, đó là việc thứ sáu. Sau núi Ni Di Đà, kế đến có núi tên là Tỷ Na Đầu, cao 2 vạn 4 ngàn dặm, rộng cũng 2 vạn 4 ngàn dặm, biên giới vô cùng, rất đẹp đẽ, dùng toàn bảy báo làm thành. Núi ấy lại hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách, nên thiên hạ nóng, đó là việc thứ bảy. Ngoài ra, kế đến lại có núi tên là Thiết Di, cao 2 vạn 2 ngàn dặm, rộng cũng 2 vạn 2 ngàn dặm, biên giới vô cùng, dùng toàn bảy báo làm thành. Ánh sáng của mặt trời đại thành quách chiếu khắp trên đó, vì vậy nên thiên hạ nóng, có mùa xuân hạ, đó là việc thứ tám. Lại nữa, từ đây cao đến 40 vạn dặm, có nhà của thiên thần dùng thủy tinh làm thành. Ở giữa hư không, gió lớn khống chế lối đi giống như mây nổi. Người trong thiên hạ đều gọi là tinh tú. Cái lớn chu vi 720 dặm, cái trung bình chu vi 480 dặm, cái nhỏ chu vi 240 dặm. Ánh sáng của mặt trời đại thành quách nhiều hơn những tinh tú đó. Do nhân duyên ấy, thiên hạ nóng, đó là việc thứ chín. Lại nữa, đất trong thiên hạ hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách, vì vậy nên thiên hạ nóng thành mùa xuân hạ, đó là việc thứ 10. Mặt trời đại thành quách có 5 thứ gió thường hộ trì. 1 là trì phong, 2 là trụ phong, 3 là trợ phong, 4 là chuyển phong, 5 là hành phong. Đó là 5 thứ gió cùng làm chuyển mặt trời đại thành quách đi, chưa từng có lúc dừng nghỉ. Phật dạy: bấy giờ mặt trăng đại thành quách mọc lên, đi vòng núi Tu Di, từ hướng đông lặn về hướng tây, ánh sáng oai thần kém hơn, cho nên gọi là mặt trăng. Mặt trăng có hai việc: ánh sáng đi vòng chiếu khắp bốn phương, đại thành quách của nó bốn bên đều tròn, ánh sáng bao quanh cũng tròn. Mặt trăng thành quách do bạc trời, lưu ly trời tạo thành. Mặt trăng đại thành quách rộng dài mỗi bên 1960 dặm, phần trên phần dưới bằng nhau. Trong thành có cung điện bằng lưu ly của thiên tử mặt trăng, cao 600 dặm, rộng cũng 600 dặm. Bên trong có tòa ngồi của thiên tử mặt trăng, rộng dài mỗi bên 20 dặm, dùng bảy báo: vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, trân châu đỏ, sa cừ, mã não tạo thành. Toàn thân của thiên tử mặt trăng đều phóng ra ánh sáng chiếu cung điện. Ánh sáng của cung điện phóng ra chiếu đại thành quách. Ánh sáng đại thành quách chiếu xuống khắp bốn phương. Thiên tử mặt trăng chẳng tự nghĩ là ta đi hay chẳng đi, thường dùng năm dục lạc của cõi trời vui chơi thỏa thích. Thiên tử mặt trăng dẫn theo vô số chư thiên trước sau đánh xe dạo chơi, thường vui vẻ thích thú nên gọi là ngự. Tuổi thọ của thiên tử mặt trăng theo tuổi trên trời là 500 tuổi, con cháu cháu con tiếp nối truyền cho nhau. Giác của thành quách ấy dùng bảy báo tạo thành: bảy lớp lan can, bảy lớp rèm châu, bảy lớp hàng cây, cây cối bao bọc chung quanh, dùng toàn bảy báo tạo thành. Có giường nhà, ao tắm, trong đó có đủ loại hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng,
các loài chim bay cùng nhau vui hót. Thiên tử mặt trăng có 500 ánh sáng phóng xuống, chung quanh lại có 500 ánh sáng gộp lại thành 1.000 ánh sáng, do nhân duyên lành mà đạt được. Do nhân duyên lành gì mà được 1.000 ánh sáng? Nếu có người bố thí cho sa môn, đạo nhân và kẻ bần cùng áo mền, thức ăn uống, xe ngựa, lục súc, hương sông, tràn hoa, phòng ốc, nhà cửa, đèn lửa, cần gì cho nấy, không nghịch ý người xin, thật lòng bố thí, sao chẳng hối tiếc, khiến cho đạo nhân thanh tịnh phụng trì chân pháp, khiến được an ổn thì được vô số hạnh lành. Thí như chuyển luân dương khi mới lên ngôi, tâm ý vô cùng hoan hỷ. Phật dạy, cũng như vậy, nếu có người bố thí cho sa môn, đạo nhân và kẻ bần cùng áo mền, thức ăn uống, các thứ đồ dùng, khiến được an ổn, hoan hỷ vô cùng, thì người ấy khi chết được sanh lên chỗ thiên tử mặt trăng, liền được giữ đại thành quách mặt trăng. Vì vậy nên gọi là 1.000 ánh sáng do nhân duyên lành đạt được. Lại do từ nhân duyên lành gì mà được 1.000 ánh sáng? Nếu có người không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, không nói dối, thêu dệt, nói lời thô ác, mắng chửi, nói hai lưỡi, không có ý ganh ghét, không sân hận, ngu si, làm 10 điều thiện, thì tâm ý vô cùng hoan hỷ. Thí như dùng đất tốt, ở ngã tư đường có ao tắm, nước trong sạch, êm ả, đẹp đẽ, chung quanh có cây. Nếu có người đói khát từ chỗ nóng bức đến, vào trong ao tắm, uống nước, tâm ý vô cùng hoan hỷ. Phật dạy, cũng như vậy, nếu có người làm 10 điều thiện, khi chết, liền sanh chỗ thiên tử mặt trăng, được giữ đại thành quách mặt trăng. Đó gọi là nhân duyên lành, đạt được 1.000 ánh sáng ấy. Lại do từ nhân duyên lành gì mà được 1.000 ánh sáng? Nếu có người không sát sanh, không trộm cắp, không xâm phạm phụ nữ người khác, không nói dối, không uống rượu, người ấy luôn hoan hỷ, thì khi chết liền sanh lên chỗ thiên tử mặt trăng, được giữ thành quách mặt trăng. Đó gọi là nhân duyên lành mà đạt được 1.000 ánh sáng. Trong khoảng 60 lần 4 ngón tay thì xé được 7 thước lụa, xé 21 thước là 1 giờ, khoảng 100 lần 4 ngón tay thì xé được 10 thước. Mặt trời đại thành quách trong 1 ngày đi được 60 dặm về hướng nam, đi hết 180 ngày mới đi trở lại về hướng bắc 180 ngày nữa. Mặt trời đi 180 ngày, còn mặt trăng đi 15 ngày. Vào giữa ngày ở cõi Diêm Phù Lợi thì cõi đất Phất Vu Đãi phương đông là tối, ở cõi Cu Đa Di phương tây thì mặt trời mới mọc, ở cõi Uất Đơn Việt phía bắc vào nửa đêm. Ở cõi Cu Đa Di vào giữa ngày thì ở cõi Diêm Phù Lợi tối, ở cõi Uất Đơn Việt mặt trời mới mọc, ở cõi Phất Vu Đãi nửa đêm. Ở cõi Uất Đơn Việt vào giữa ngày thì cõi Cu Đa Di tối, ở cõi Phất Vu Đãi mặt trời mới mọc thì cõi Diêm Phù Lợi nửa đêm. Ở cõi Phất Vu Đãi vào giữa ngày thì ở cõi Uất Đơn Việt tối, ở cõi Diêm Phù Lợi mặt trời mới mọc thì ở cõi Cu Đa Di nửa đêm. Như vậy, ở cõi Diêm Phù Lợi giữa ngày thì cõi Phất Vu Đãi ở phương đông tối, cõi Cu Đa Di phương tây mặt trời mọc thì ở cõi Uất Đơn Việt nửa đêm, ở cõi Cu Đa Di giữa ngày thì ở cõi Diêm Phù Lợi tối, ở cõi Uất Đơn Việt mặt trời mọc.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.